cũng biết ảnh là có bạn gái, thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Bữa anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Sáu cô chưa có người yêu, không biết nghĩ sao hay là chọn em. Ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Chắc chắn chúng ta phải gặp lại nhau vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.